Lớp tập huấn được tổ chức cho cán bộ phụ trách công nghệ thông tin tại các cơ quan nhà nước, cán bộ phụ trách công tác chuyển giao thức IPv4 sang giao thức IPv6 cho hệ thống cung cấp dịch vụ Internet của các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh. Trong đó sẽ tập trung cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về quy hoạch, kế hoạch triển khai hệ thống công nghệ thông tin, mạng lưới Internet trên nền tảng công nghệ IPv6. Từ tháng 5 năm 2016, Ủy ban Kiến trúc Internet đã thông báo ngừng phát triển các tiêu chuẩn về IPv4, hướng tới mục tiêu phát triển tiêu chuẩn IPv6. Giao thức IPv6 đã mở, có không gian địa chỉ rộng hơn, các tính năng vượt trội về tự động cấu hình và an toàn an ninh. Việc triển khai sang IPv6 đảm bảo phù hợp với sự phát triển bền vững của mạng Internet.